Shut. Shut là đóng lại. Shut the door là đóng cái cửa. Ai còn biết cái chữ nào mà cái dấu này nè, kể đọc tôi nghe coi. Stop. Không phải stop. But. But là nhưng mà. Chữ gì nữa? Chữ gì? Sun là mặt trời. Yeah. Sun. Hay là con trai. Sun hay là sun. Ok, là cái dấu đó. Cái dấu mà tôi viết như vậy là quý vị học nó là phiên âm quốc tế. Mình thấy cái dấu đó là mình đọc chỉ có một kiểu đọc đó thôi. Quý vị lập từ điển thì trong từ điển nó sẽ chỉ mình cách đọc, không cần thầy, không cần Mỹ nữa, lập từ điển mình đọc lấy, thấy không? Thì cái dấu đó nha. Rồi có chữ nào cái dấu đó nữa ai nhớ? Lunch, đúng rồi, ăn trưa. Lunch. Viết thì you and all. Monday, ngày thứ hai. Gì nữa? Anything else? Cut. Monday. Touch là ra. Touch. Yeah. Touch. Là chữ đó. Touch. Anything else? Month. Là tháng phải không? Month. Cũng có thể được. Cái chữ month nó có thể là vừa month mà vừa month. Nhưng mà thôi kệ, cứ dùng chữ đó đi. Vi ngược đi nha. Hunt là săn, săn đón á. Fun là sang, fun là vui. Fun. Đúng rồi, fun, it's fun. No, biết là lớn hả? Meat. Meat hả? Meat là thịt không được. Cái đó là meat. Cái đó là meat. Yeah. Nếu mà học cái chữ meat á. Yeah, để tôi chỉ luôn. Thế giờ mình học cái chữ meat. Vậy là meat phải không? Đó. Thì cái phiên quốc tế của chữ meat là Y hai chấm, nó là Y hai chấm. Chữ Y kéo dài. Đọc với tôi. Meat. Meat. Nó là mi đó, nhưng mà mi kéo dài. Meat. À, nó đồng với lại cái chữ gặp. Meet là gặp. Meeting rồi đó. Meet là gặp. Yeah. Thì cũng đọc vậy, cũng Y hai chấm. Đọc là meet. I meet you là tôi gặp anh. Yeah, I meet you, tôi gặp anh. Và tôi ăn thịt thì I eat meat. Chữ eat cũng vậy. Eat meat. Eat. Nói với tôi eat meat. Nó ăn thịt, nói sao? Nó là con chó đó thì là cái vật đó. À, thì nói sao? Đó là đó này nè. Nó ăn. Nó ăn thịt. Meat. S. Đấy. Thì đọc cái này là meat. Đọc cái này. Meat. Thì phiên âm này nó là Y hai chấm. Chữ trên là đọc là eats. Eats cũng là Y hai chấm. Yeah. Nhưng mà cái này á lại là it. À, nó không phải là hai chấm, nó chỉ Y không thôi. Thì nó là it. Đọc với tôi. It eats. It eats meat. It eats meat. Cho nên cái y này mà mình không phân biệt, mình tưởng giống nhau, không có giống. Cái này là it, còn cái này là eat. Cái này như cái bánh ít của mình, bánh ít, ít nhiều đó. Còn cái này là it, giống như cái yết hầu á. It hay là yết kiêu đó. Cái này giống như cái it. Yeah. Phiên âm nó không có hai chấm. Ok. Thế mà có hai chấm thì phải đọc y dài. Rồi. Mình có học cái dấu đó một cái. Cái này là hai cái. Rồi giờ là học hai. Mà phim quốc tế tất cả có cái chừng 15 cái à. Là học hết rồi. Gặp tới đâu tôi ôn tới đó cho quý vị luôn. Nghe không? Ví dụ như là trên này mình có chữ service là phục vụ. Bây giờ là một số câu đi. À, ví dụ nữa là tôi muốn trở thành một quân nhân. Nói sao?
I want to become a serviceman. I want to become a serviceman. Tôi muốn trở thành một quân nhân. Trước hết nói sao? First hay là first at all? Trước hết. First at all, trước tiên, trước hết. Thì mình phải nói thế này. First at all là trước hết. Yeah. First at all là trước hết, trước tiên. First at all. Trước hết, chúng ta phải có cái việc làm. Qua Mỹ, trước hết ta phải có việc làm. Coming to America, đến nước Mỹ, first of all, we must have a job. We must have a job. Trước hết, trước tiên, chúng ta phải có việc làm. First of all, we must have a job. Có người nói không, qua Mỹ trước tiên phải có xe hơi. Có người nói không, trước tiên phải có việc làm. Cái nào đúng? Đúng rồi. Có mấy cậu nhỏ nhỏ qua rồi đòi ba má phải mua xe hơi lái liền. Job chưa có xe hơi gì, thấy không? First of all, we must have a job. Yeah. Rồi second, thứ nhì. Second, thì sao? Second là cái thứ nhì. Đây là first. First là must have a job. Second, we must have a a place to live, nữa chứ. Đây có nơi ở nữa. Second, we must have a place to live. Chứ không phải là có phải có nhà. Nhà có khi phải mua, phải mướn nữa. Chỉ cần có cái chỗ để ở đó. Second, we must have a place to live. Not the place to live. Place to live. Place to live. Ông bà mình nói sao? Sống cái gì? Sống cái nhà. Chết cái mồ. Thấy không? Tôi còn nhớ ông bác tôi, ông nói câu từ hồi tôi còn nhỏ, mình không có hiểu lắm. Giờ tới hồi qua bên Mỹ rồi mới hiểu được. Yeah. Sống cái nhà. Chết cái mồ. Hay là... Rồi cũng sẽ học tới. Yeah. Nó Mỹ nó có nhiều câu tương đương, chứ không nhất thiệt là mình phải kiếm chữ sống đâu. Tôi nhớ rồi, tôi có. Không có, không nhớ chú hỏi bằng này. Bà rành nó phải nhiều hơn tôi. Nhưng mà có cái này là, thí dụ mình nói là sống cái. À, mình nói gì? An cư. Rồi mới lạc nghiệp. Thấy không? Mình chưa có an cư, không có lạc nghiệp được. Lạc chắc là vui phải không? Lạc nghiệp cái mà được, vui vẻ cái nghề nghiệp, an cư phải có cái nơi để mà mình an ổn cái đã, ha? An cư thì là có thể gọi là an cư là stable, stable là an toàn đó, tiếng đó. Stable, stable đó phải không? Stable. Stable residence. À, residence là cái nơi cư trú. Yeah. À, residence. Còn mình mới qua Mỹ là mình thành cái người residence, nhớ không? Người thường trú nhân đó. Yeah. Permanent residence, nhớ không? Mình có cái thẻ xanh đó. Và nhớ phải cái thẻ xanh không? Mình khi mà có thẻ xanh tức là mình có cái thẻ residence. Resident là nơi cư trú. Thế đó, đây là sự cư trú an toàn. Mình tạm gọi nó là an cư đi nhé. Resident. Thí dụ mình đi ra mà cảnh sát có khi nó hỏi what your status? Anh ở đây anh là tình trạng gì? Tức là giống như mình đi ở Việt Nam, mình đi có diện gì đó. Nhưng mà ở đây là tình trạng gì? What is your status? Chữ là status.